Rồi, mến chào các cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi, hôm nay thì đến với bãi kiển của chị Thủy ha, ở Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre. Để chị Thủy quay giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai giống, mai ghép giống sum Sài Gòn nè, siêu nụ nè, cúc thợ hương ha, rồi ngọc mai rồi nè cô chú anh chị ha, cũng nhiều giống trong đây ha, cúc tây thi rồi nữa cô chú anh chị, giá cực kỳ yêu thương luôn. Mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho vườn của chị Thủy ha. Toàn bộ hôm nay nhà vườn lên là những cây già mùa nha cô chú anh chị, và một cây cũng bao phí vận chuyển ha, hàng bao ha, bao chuẩn giống bảo hành giống cho cô chú anh chị mình nha. Rồi không làm mất thời gian của cô chú anh chị mình nữa ha, em mời cô chú anh chị mình vào gặp luôn chị Thủy để chị Thủy chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Dạ rồi, em chào chị Thủy rồi. Rồi hôm nay tại lời kênh Mai Vàng Bánh Tre thì em xin chào toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa đã xem kênh nha. Hôm nay tại lời kênh thì em có được một lô siêu bông Sài Gòn hàng mini diều đó, ghép già mùa nha cô chú anh chị, hàng già mùa hen để mình chơi Tết năm 2025 ha. Đầu clip hôm nay em vô luôn là mã số 1C nha. Mã số 1C là một cây siêu bông Sài Gòn đó của chú Sáu Bình Dương ha. Rồi, siêu bông Sài Gòn. Hàng ba chuyện chuẩn giống nha cô chú anh chị. Hoành thân là mình được 14. Cái này ghép già mùa nè cô chú anh chị, cái chục bo khủng khiếp ha. Ghép cái này hàng già mùa cô chú anh chị. Chiều cao là 79. Rồi cái này bự lắm nha cô chú anh chị. Tán ngang là 72. Rồi cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 500 thôi nha. Rồi đó cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi, tiếp theo mã số 2C. 2C đây là một cây cúc thợ hương già mùa nha cô chú anh chị. Rồi cái tàn quá trời đã luôn cô chú anh chị ha. Mấy cây già mùa quá đẹp luôn ha. Rồi. Không số luôn ha chị ha. Cái cây này bộ đế cũng dễ thương quá nè cô chú anh chị. Cái này mình về mình vô chỗ dĩa đẹp lắm nha. Cây này được 14 rưỡi, hoành thân 14 rưỡi. Rồi. Chiều cao là 69. Rồi. Dạ, tán ngang là 80. Rồi. Rồi cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 650 thôi nha. Rồi, đỡ cây ha. Hàng già mùa nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số là 3C. Rồi. 3C đây là một cây giảo siêu nụ mình nha. Giảo thì siêu cô chú anh chị em biết những hàng giảo siêu nụ mà nó già mùa, tội bông nó tổ rất là đẹp nha. Củ đế quá đẹp luôn cô chú anh chị, gốc to nữa ha, hoành to ha, củ đế nè, như con thú ngồi luôn ha. Hoành thân được 21. Rồi. Ngay cái củ tròn này là mình được là 30. Rồi. Chiều cao là mình là 68. Tán ngang mình là 64. Rồi. Rồi cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 450 thôi nha. Rồi 450 ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 4C. Tiếp theo mã số 4C là một cây siêu bông Sài Gòn hàng lùng lực nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị ơi, tàn quá trời đẹp luôn. Rồi, thông số cây này luôn ha chị ha. Mấy hàng già mùa như vậy á cô chú anh chị, tổ bông rất là an toàn, rất là ngon ha. Rồi, cô chú Sáu giống cô chú Sáu Bình Dương nha cô chú anh chị mình. Hoành thân được 15. Rồi. Chiều cao là 52. Tán ngang là 60. Rồi. Rồi cái này thì em giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 500 ngàn thôi nha. Rồi đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số là 5C. 5C đây là một cây nhị ngọc toàn nha cô chú anh chị. Cái tàn quá xá đẹp luôn cô cây chú anh chị. Cây này cũng già mùa luôn á. Rồi. Rồi xin thông số luôn ha chị. Hoành thân được 15. Rồi. Chiều cao là 47. Tán ngang 61. Rồi. Rồi cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 550 thôi nha. Rồi đã cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 6C. Rồi. 6C đây là một cây cúc thợ hương nữa nha cô chú anh chị. Tàn quá xá luôn cô chú anh chị ha. Bo siêu già luôn á, ghép được 2 bo ha. Cái này đom sát là một lần rồi nè cô chú anh chị ha. Gút sát cốt nó luôn nè cô chú anh chị. Hoành thân được 16. Mấy cây già mùa như vậy á, Tết nay á, bông nó sẽ đặt cây luôn nha cô chú anh chị. Bông cực kỳ chùm chiều, luôn. Chiều cao 71. Rồi, cho anh em có một cái clip á, là thọ hương bông cực kỳ nhiều ha. Tán ngang là 67. Rồi. Rồi cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 500 ngàn thôi nha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 7C là một cây giảo siêu nụ nha cô chú anh chị. Cây này tàn quá đẹp luôn cô chú anh chị. Rồi, cây này ghép được 3 bo ha. Thông số luôn ha chị. Hoành thân được 13. Rồi. Chiều cao là 61. Tán ngang là 52. Rồi. Rồi cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 400 ngàn thôi ha. Rồi, đợi cây này em đo nhiều khi em tự hao như giá tiệm như 13 rưỡi hay gì thì em không có tính vậy nên em tính 13 cho chẳng nha cô chú anh chị, để về đo nhiều khi dư rồi cái xin nói
À, nhiều khi dư cái nói không phải cây cô chú anh chị ha, nói cây tôi đặt hoành 13 sao giao kem tôi hoành 13 rưỡi ha. Trường hợp này thì nhà vườn cũng có gặp rồi cô chú anh chị ha. Đó, rồi chiều cao rồi tôi mua chiều cao 60 sao tôi dịch ra cái 63 65 ha. Đó thì tại vì nói chung là nhà vườn cũng trừ hao chút xíu để nhiều khi cô chú anh chị mình khó, nhiều khi là nó 13 rưỡi 13 rưỡi gì, nhiều khi cô chú anh chị mình đo cái chỗ xích cao hơn tí cái ra có 13 cái cô chú anh chị mình la ha. Là nhà vườn thường thường sẽ trừ hao ha. Thà từ hao thà dư nó dễ hơn cô chú anh chị. Rồi. nó dư giả dễ hơn, còn nó thiếu cái kỳ lắm. Rồi 8C ha. À, 8C đây là một cây siêu nụ. Siêu ha. Nụ nữa nha cô chú anh chị. Hoành thân được 15. Rồi. Chiều cao 55. Tán ngang 52. Rồi. Rồi cây này thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 350 thôi nha. Rồi, đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 9C. À, tiếp theo mã số 9C. 9C đây là một cây dảo giống nhung nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi. Rồi tiếp theo là mã số 9C, đây là một cây dảo nhung nha cô chú anh chị. Cái này cái tàn quá xá luôn cô chú anh chị ha. Tàn cái lô này thì em mới vừa nhập về ha, nhập đội về. Về nên hàng già mùa ngon lắm nha cô chú anh chị. Rồi. Hoành thân được 15. Cái này dảo nhung bông cực kỳ to và cực kỳ đẹp luôn cô chú anh chị ha. Chiều cao là 70. Rồi. Tán ngang là 60. Rồi. Rồi cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 500 ngàn thôi nha. Rồi đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 10C. Tiếp theo mã số 10C, đây là một cây ngọc mai nha cô chú anh chị. Rồi cái tàn khủng khiếp, hàng ngọc mai già mùa mà tàn đẹp nha cô chú anh chị. Hàng này nó già mùa nay ghép là 3 năm mấy cô chú anh chị. Bông siêu đẹp luôn nha cô chú anh chị. 3-4 năm. Cây này ghép được 2 bo thôi mà cái tàn khủng khiếp. Hoành thân được là 15. Cây đi đọt cái sung nha cô chú anh chị. Chiều cao là mình được là 72. Rồi. Tán ngang mình được 72. Rồi. Rồi cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 600 ngàn thôi nha. Rồi cái này cuối clip hả chị? Rồi cái này cũng là một cây cuối clip của em hôm nay ha. Thì em xin chân thành cảm ơn toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa đã xem kênh và đã ủng hộ cho em những clip vừa qua nha. Thì em mong rằng cô chú anh chị em mình luôn luôn yêu thương và ủng hộ cho em ha. Thì em xin chân thành cảm ơn toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa mình nha. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như chị Thủy cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mà những clip tiếp theo ạ.